chuyển sang những tin tức quốc tế, tròn 2 tuần kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng 7,8 độ Richter tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, con số nạn nhân tử vong đã lên đến hơn 46.500 người. Đến nay, công cuộc tìm kiếm cứu hộ đã dần đi đến hồi kết và chỉ còn lại ở hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn còn sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 19 tháng 2, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yenus Sezez cho biết, công tác tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc ở nhiều tỉnh nhưng vẫn tiếp tục ở hai tỉnh Karamanmaras và Hatay. Tâm chấn của trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter ngày 6 tháng 2 xảy ra tại huyện Pazarcık, tỉnh Karaman Maras. Ông GG cho biết, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn được thực hiện tại khoảng 40 tòa nhà ở hai tỉnh Karaman Maras và Hatay, nhưng dự kiến con số này sẽ giảm xuống từ đêm ngày 19 tháng 2. Dù công tác cứu hộ vẫn tiếp tục ở hai tỉnh này, nhưng kể từ sau vụ giải cứu ba thành viên trong một gia đình từ một tòa nhà đổ sập tại tỉnh Hà Tây vào ngày 18 tháng 2. Đội cứu hộ đã không phát hiện và giải cứu thêm được nạn nhân nào. Ông CJ cũng cho biết, tính tới đêm ngày 19 tháng 2, số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ do động đất đã tăng lên 40.689 người. Tổng số người thiệt mạng sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria là 46.530 người. Thị trưởng Hà Tây Lutfu Savas cho biết, số người thiệt mạng trên địa bàn tỉnh sau trận động đất đã lên tới 21.000 người, chiếm hơn một nửa tổng số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa trên tính tới thời điểm hiện tại. Ngoài ra, tỉnh Hà Tây báo cáo khoảng 24.000 người bị thương sau trận động đất. Ông Savas nói, Cần phải phá hủy ít nhất 80% tòa nhà tại Antakya, thủ phủ của tỉnh Savas, để đảm bảo an toàn. Ngày 18 tháng 2, phó tổng thống thổ nhĩ kỳ Fuat Oktay cho biết có khoảng 105.000 tòa nhà đã bị sập hoặc cần phải phá bỏ hay hư hại nặng nề tại quốc gia này sau trận động đất.